Lốc xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên này cho phép bốn anh em mình chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay anh em mình trở lại với sông nước nha cô chú anh chị. Thì gần Tết đó thì anh em mình hay làm thiện nguyện để giúp cho bà con được phần nào hay phần đó cô chú anh chị ơi. Thì mình cũng là người con có cụ Lô Dung mà, mình giúp cho huyện nhà được cái gì mình giúp thôi. Thì cô chú anh chị nào không thích xem nội dung thiện nguyện thì bữa nay mình xem sông Bắc nha. Bữa nay mấy anh em mình ra sông ngồi tôm nha cả nhà. Giờ là tranh thủ mình đi đó, đi nhiều nhiều một chút nha. Đây, nhiều tôm á. Nước bữa nay nước nhiều quá không có đem mà. Nước ơi nhiều quá. Đồ bắt cá ngát theo. Lúc này chỉ đi mò tôm thôi. Này là tôm mà với thấy sống cũng khá là sống. Gì vậy? À. Không. Đây cái hết xình non không vậy? Ừ. Cái chướng nó về đây á. Ừ. Láng. Cây không sống kìa trời. Không nghe đụng gì chân nè. Cái gì? Mày ít thấy đụng tôm nhâm quá hả? Dấu giò nè. Cái giò sao thấy mới vậy? Giờ ngoài sông thất thì của chú anh chị anh em mình đi cài bừa vô trong mấy cái bún bặm rồi coi. Nó còn đó không khỉa? Trên đài dí dí ra, dòm dưới nha. Mà ông dí nhái nè. Em gì lắm á. Thấy nó chưa anh Tài? Dính chưa? Bự không? Đầu gô trời nháy kìa. Động đâu? Trời ơi. Nháy nó cỡ 4-5 con đủ ăn.
Đi thôi đi. Đụng tôm dâm nhé. Nhé. Đụng dâm không? Hết đường binh này cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình đi kiếm bầy cá đói hổm mình bắt lại. Anh Trầm thì anh đang kéo mấy cái 12 cái ngục nè. Mình kéo ngang đây nè. Con cá nó chạy ngược vô nó dính không? Chứ bà hổm mình chặn cái miệng chạy trong đây thấy nó không dính. Nhưng mà 12 cái ngục chắc có tương lai à. Để đi theo anh Tài với Nhí đi ra ngoài ngoài à. Bữa nay tao 4 người nè, mày cà chớ hả? Còn không có ba người mà có người quay phim này có 2 người mặn à. Thử rồi bữa nay mày chạy đâu? Nhẹ nước. Anh Tài ơi. Ở ngoài đó nó đang chạy bon bon vô cô chú anh chị. Thì mình văng mình đón trong cái bún sâu này nè. Trên đó thì có 12 cái ngục kéo ngang này. Chạy vô đây lụm. Thì dòng bữa nay bắt được sẽ nhiều hơn hôm bữa. Bữa nay tao được 4 người rồi đó. Dí mày lại nè. Dính này còn vậy? Dính không? Dính. Cãi đó. Nhẹ nước không? Đâu. Ừ. Chạy vô tới vậy nè cả nhà. Quá. Thuột vô kìa. Quá. Nó còn ngoài đầu cầu dữ lắm nhí ơi. Thấy không? Giăng xong ra cầu mình chài cái mình quậy từ từ vô cho nó vô đây. Trời nó ở ngoài này vậy cả nhà ơi. Phan Khi ơi. Quá trời nó chạy ngoài này. Chưa vô ơi. Nắm chạy kéo luôn được không? Kéo dài dài vô lùa nó vô chạy kìa. Ok chạy kìa. Động nó vô trong rồi đó. Trời ơi bên chạy kìa. Lụm, có lụm đó. Dính này, dính này. Chạy vô rồi. Cái cây kìa. Tàu gỗ cái bầy. Ăn ăn đừng động mày nó rừng rừng nhá. Để căng chặn. Ủa dữ lắm. Ủa bà con. Ôi trời ơi nhóc con lọt cài nữa nha. Ủa cá bự bự không kìa. Ham nha. Bốn con ba con. Tại ơi. Sao xuống. Được nhẹ nhẹ rồi hết. Bốn con. Bốn con. Khoái rồi, khoái rồi. Bốn con hả? Bốn con nữa mà. Bốn con hả? Năm con chạy năm con. Chục chạy năm chục con. Ghê không? Tính ghê không? Đây đi nhí.
chạy sát sát mé nhé. Chạy sát mé đi mình đỡ thấy. Trời ơi. Mười mé không à. Quá vậy rồi. Bước bước lên mé nhé, đừng có lộn vậy đâu. Không chịu vô. Từ từ mới vô, từ từ. Không mà bữa nay nước này không vô. Tại hồi nãy có người quậy rồi hay vậy đó. Ờ, có người quậy động phải không? Rồi. Kè méo kéo cá kệ đi. Lùa vô luôn hết. Cây kìa. Đang đi từ từ. Ho bắt từ từ cũng được. Thì non dữ lắm. Cá chân rồi đó. Bắn gì hết kệ đi. Buông nó kìa. Nè, đang ngược trái lại nè. Đứng kiểu đó giải sao hết đường chài nổi. Lệ. Đứng kiểu đó em dính nước không nổi. Dính lưới trơn hay gì nữa không thấy chưa quận nữa ta. Được hết. Lưới. Đó đó bạn. 30 cái cây. Vô rồi. Đây ơi. Quá thì vô rồi. Lắm. Kiếm con mảnh vậy. Kiếm con. Đấy, chiếc dép anh nhé. Lưới chân rồi. Thôi chống kèo. Dính cáo kèo luôn hả? Được không? Mày nọt luôn. Ồ, dính lưới nhóc kìa. Dính lưới dữ lắm rồi. Lùa vô, lùa. Căng thằng bốn nghe. Tới luôn nghe, cho nó giỏi á. Quậy á. Cho nó vô luôn nghe. Cho nó giỏi. Quậy mé đó nhé, coi chừng nó còn trong mé đó. Quậy tới luôn, chừng nó dội. Hả? Hai con, bốn con, năm con. Cuốn luôn đi, cuốn luôn. Ừ, đây con. Hai con. Năm con nè. Cuốn luôn. Ê, có chừng kết hả? Coi chừng cá bự nhé. Ủa. Người ta cuốn đi dở gì vậy?
cú luôn á. Dưới đó có thòng con đây nè nghe. Ê cái bên trái này. Ôi. Không sao. Không sao. Bữa nay cá nó không nhiều mà hóm à. Ừ. Miếng này trong mà. Ở trong mà nó dính gì. Dính chạy. Dính ở ngoài hết. Chạy ở ngoài. Con nào nó bọc. Gì mà không dính trong con não vậy vậy. Dính ngoài đầu lưới hả? Nó được 45 con vậy hết nè. Thôi chậm. Vậy. 8 con. 8 con cá đống. Ừ. Không vậy? Ừ, cái cá ấy không rồi trời. Ủa cá cơm hả? Cái gì vậy? Cá sơn. Cá sơn con không à? Hết rồi đó. Trời đó. Cá đói không dính rồi. Nó ngoài mà nó không vô. Quá trời cá sơn. Còn không anh đại? Cá này. Chút chút nữa con miếng nữa coi. Cá này là cá gì mà? Rồi. Hết biết nhỉ. Bữa nay cười mấy cái đó, bữa nay tao 4 người nè con, bắt ít. Bắt ít là 3 người nè. Có nhiều ăn nhiều em cô chú anh chị, bữa nay anh em đi cũng đuối dữ lắm rồi. Thật sự mà nói bữa nay anh em mình đi gần 5 tiếng đồng hồ, vừa đi mò rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia quá trời xa. Ôi. Nên trân trọng những gì mình đang có đúng không? À, anh em làm này ăn cơm. Giờ làm gì ăn cơm nhé. Hôm nay mình làm cá đối kho lạc. Cá đối mình văng vàng. Đấy, mình làm kho lạc mâm xoài, có 3 trái xoài, ăn cà ngô, hành, có 2 trái dừa. Hiện tại đang bắt nước nha. Anh chồng mình nấu cơm. Nói về vô cái nhà. Hai trái dừa, trái ngọt. Mình cho mấy nước màu vô cả nhà. Mình nêm muối đều bột ngọt chạt lên. Mấy nước mắm cho nó thơm. Đến đại đến đại mặn chát cũng được. Ngọt có xài chữa nói vậy. Phải cười. Còn làm chứ cũng vừa ăn này. Cá này gột sạch không để bụng luôn à? Sạch. Ăn đơn hết sạch á. Nha. Cà cà khe đâu ăn gì anh đây? Ăn bịa. Kể bữa nay đồ ăn bịa nghe cả nhà. Bịa cá này ăn được nha, cá khác không ăn à. Có phì chơi không? Không. Cá ngát. Không mua tại cá này nó chỉ ăn bọt nước thôi. Cá thôi chứ không có gì hết. Có phì nó ăn gông chứ. Có phì ăn gông luôn. Sừng chành. Không ăn được. Kể đồ ăn bịa anh lại. Gái bịa. Nướng ăn béo. Hôm nay mình kho lạc thì nó cũng béo. Nhiều cái nhà. Làm nhiều cá. Cho cá hành luôn rồi. Nhiều nhiều biết gì không cho nó thấy cái nồi nó đừng bị lỏng thỏng. Này cho ít ít thôi chứ ơi, vừa vừa thôi. Đũa nó được rồi nhé. Ừ. Ăn nhiều nhúng nhiều để hồi nó hồi mà xua hết cái đó vô cái thành canh chua luôn. Chấm nước mắm ớt hiểm. Rau cần cua với cần ngô. Thằng cua tháng này chó là do anh em mình trồng đó nha. Trồng mới tưới nước chứ mà này thiên nhiên gì hết rồi. Nắng nó đâu chịu đâu.
Cù Lao Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cá đối kho lạc nha, dầm xài. Làm miếng trước chứ. Ăn chép bốc bốc. Nhí nè, ăn nhỉ mới phơi. Ờ, ăn nhỉ mới phơi. Bốc bốc rồi nhỉ. Chua không được không? Chua. Được cá. Ăn thử cái bún lên. Ừ, cái cục trắng tươi kìa. Trắng. Nó béo cũng đầm môi. Còn gì bằng nữa. Bữa hổm nướng là tới một chuyện rồi. Phải không anh? Ừ. Hổm nướng cái đậu béo cái hết biết chưa? Nó béo là tới một chuyện rồi. Ăn bị ăn, chị ăn bị nè. Làm gì nè. Nói vui chơi ăn cái này nè. Bụng trước không? Trời sạch trơn. Ngày gấp hoài quá. Sao nướng không đắng mà mình kho nó đắng nè anh thấy không? Cái mặt nó không? Nhẵn. Kho đắng hằng nước. Biết sao nó đắng không? Biết em biết rồi. Nó rút nó bể mặt á. Nó bể nó xì ra quá không đó. Trời rồi. Cái này mà mấy anh em mình mà béo. Cái này mà tại từ thiện rồi Phan Bắc có thời không có thời gian nó chạy xuống tới miền dưới dùng dưới một chút xíu nữa ha, tự bắt tới một chuyện luôn vậy. Mấy cái xẻo quá dành mấy cái gạch đó. Giữ cái đó dĩ thằng á. Nhĩ à. Dạ. Quá ngon. Phải nướng đầu béo. Nếu bắt lần cái nó khô mới sợ trời. Không vô. Không bắt vô. Lần nữa nhát. Nhát. Ăn nhúng rồi anh đợi. Ăn đã. Cái đó đỡ rồi, nó ra bớt quá vậy nè. Đợi. Đưa. Làm con cá đói vô. Miếng cá đói vô, rau vô. Không mà mình tính là năm nay cá đối cho mình nhiều á. Nhiều hơn mỗi năm. Mỗi năm có hả? Ít à, không nhiều. Bẻ ra ăn vậy nè. Nó béo. Có cái đầm mà mình mồi cống với nhí á. Năm đó mình có lưới bắt chết giữa trời. Năm đầu tiên cái gì? Năm đầu tiên á, xuống sông á. Mò bắt con cùng tay nữa, cùng tay không 2 ký mấy, 3 ký anh Tài. Mò mà bắt tay á. Trong con gì ứng hả? Không. Có con xả. Xả. Để vừa đã ra. Mò mà 2 ký mấy, 3 ký á. Nó bắt miếng á, phải chụp vài ký quá. Giờ mấy hôm á, đã tay. Mà lúc đó đâu có tiền đâu mà mua lưới nhiều. Lúc đó chưa đâu. Lúc đó có 12 ngàn shop à. Mấy anh em ra xong rồi. Quẩy con bọt ni lông. Từ những cái nhỏ mình có mấy con những cái lớn mà đó ra không thấy ha. Bảy bọc ni lông bự tôm mò thấy ha. Vậy đó mà mò tôm bữa nào cũng trúng nha, nha bữa nào thất 2 ký là chê vậy đó. Ngày nào cũng đi nhưng mà tôm thấy sợ cho. Ê, tôm cá dưới sông mình nó không nổi. Cái năm khác năm kia khác. Đã như năm nay vậy chứ năm tới nó trúng một cái còn dữ. Mình đâu biết được. Đâu biết. Với giờ thuốc quá. Bây giờ anh thấy không, bữa nay mình đi nè. Mấy cái cống mối của mình bị thuốc sạch sẽ cho. Mình mới chạy ra mình đi bắt cá đói đó. Còn cái chỗ mà anh Tài bắt nhái đó là biết chỗ đó là chỗ có ổ tôm mình đó. Ổ tôm mình đó. Biết rồi không còn gì luôn. Không còn lên ngâm. Bởi vì anh em mình quay lên cái gì rồi nước tao khó bắt xong đó khó bắt. Đã quá làm thứ nhí ngay nhí em á.
chan nước rửa chút vậy nè, chấm miếng nước mắm rồi cùng người. Hết chua rồi. Đây lưỡi em đặt hết chua rồi. nó chua là nó dốc. Xài anh nói không thực tình cái xài nhỉ nó bẻ vô em thấy em lắc đầu rồi, lúc nó lắc rau rồi thấy là thấy dội rồi đó. Nó hết nói hết chua cho nó hoài chứ chứ. Xà bỏ vô đây ra chua á. Ừ. Nhà nước chua chua ngọt ngọt. Cái đói này được may bữa nó kém á, mà nước kém á thì nó chưa, nó kém thì xay lại là nó ương rồi bắt không được. Bữa nó sắc kẹt á, nước vừa nhảy vô á, cái đó bắt nó im. Còn ngày mình bắt nhảy ngay nước ngay chút xíu lên láng rồi nó vừa ghiêu ghiêu lên màu á, lên màu nước gông mà. Nước gông mà kinh mà ở cặp sông lớn nó lớn lẹ dữ lắm, chảy cấp kỳ cũng vô hai đầu, vô hai bên trên theo bên bển có bên đây mình dọn không thấy đâu, bên đây đục quá. Ở bên đây chắc sống đục nó diện cá con cá nó gồm về bên bển sống quá. Cá đối sống khôn lắm nha, không có vô bờ. Nước giờ ngọt lại rồi, bắt đầu không biết ra Tết làm sao đây nữa. Mặn 2-3 ngày cái ngọt. Mặn 2-3 ngày ngọt. Mình cắn nhát lên không? Thấy hiu rồi đó. Được bữa nào hay bữa đó. Được bữa nào hay bữa đó. Từ đây Tết tập trung làm từ thiện. Trước đây người cứ gửi tới cô chú anh chị các bạn những cái phần quà ý nghĩa của Mạnh Thường Quân tới tay những cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn của chú anh chị. Thì anh em mình phải cố gắng làm. Nhiều khi mình bỏ công 4 anh em, 5 anh em á, mình bỏ công một buổi nhưng mà mình giúp được rất là nhiều cô chú anh chị luôn. Mình thấy cái đó, mình nhìn vô cái đó mà mình cảm thấy là mình có cái động lực để mình đi làm. Còn mà anh em mình chưa bao giờ là than phiền nha. Có Mạnh Thường Quân giúp đỡ bà con ở huyện Cù Lao Dung nơi anh em mình ở rất là mừng luôn. Mặc dù cô chú anh chị không trực tiếp là người con dân của huyện mình nhưng mà vẫn giúp cho bà con của huyện mình một cái điều phải nói là rất là đáng quý nha cả nhà. Có cho bà con mình có đủ trang trải trong mấy cái tháng khó khăn á. Thấy vậy cũng đỡ anh Trầm ơi. Ừ. 300 ngàn giờ cũng đi làm một ngày á. Nhiều khi từng lễ chưa có việc làm cũng khó khăn lắm cột. Nhỏ đó trang trải trong thời gian cũng cả tháng. Ăn uống là 10 ngày nửa tháng. Cũng tháng 10 rồi đó, tháng không có việc làm luôn, không không. Ừ. Tháng 10 đâu làm gì được đâu. Anh Tài có kinh nghiệm rồi đúng không? Đó rồi. Lúc trước năm đi bể xài mấy tháng? Năm bể xài tháng rưỡi, chỉ lắm 2 tháng. Bây giờ kéo dài á thì được 2 tháng. Còn 10 tháng là ai mướn gì mặn đó không? Còn 10 tháng ai mướn gì mặn đó. Giờ đi với anh em mà anh, em nói thiệt, hỏi thiệt anh cảm nhận anh như thế nào? Đi vậy vui, nhưng mà có việc làm mỗi ngày. À, nó ổn định hơn lúc trước đúng không? Ổn định hơn. 7 ngày không có cái clip nó có gì tốt không? Cũng ổn, nói chung là mình cũng vẫn Dũng vẫn đi làm mà. Vẫn đi làm. Tại không có clip. Nói chung anh em mà không ở dưới quê chú gì, cái mình đùm bọc nhau, anh em cơm cháo gì đó kiếm về ăn, công ăn việc làm ổn định. Nói vậy chứ mình thất cũng mấy tháng là nó đỡ. Ừ. Tháng đó liệu cơm gấp móng ít nó, thì ít nhiều nó, thì nó không được nhiều, nó không có ấy này nhưng mà cũng đủ ăn. Đủ ăn. Công việc mình đi làm hàng ngày mà làm video cô chú anh chị xem vị trí. Cái mưa dầm là thấy rồi đó. Mưa dầm thấy thua à. Mưa dầm mấy con gà nó khổ. Gà mấy con vịt nó khổ. Bố anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.